Chiều nay ngày 9 tháng 11, ông Đoàn Duy Hoạch, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam cho biết, điểm sạt lở trên tuyến đường sắt Bắc Nam do ảnh hưởng của cơn bão số 12 đoạn đi qua đèo cả huyện Đông Hòa, tỉnh Phú Yên vẫn chưa được khắc phục xong. Do điều kiện thời tiết rất xấu, địa hình thi công khó khăn, một bên là vách núi, một bên là biển, đường vận chuyển vật tư, nhân lực thi công duy nhất là đường sắt. Cùng với đó là do địa hình hẹp nên công nhân phải vận chuyển hoàn toàn thủ công các loại vật tư như là đá, dọ thép để phục vụ thi công, nên việc khắc phục chậm hơn so với dự kiến. Đến nay thì tuyến đường sắt Bắc Nam đã ách tắc 6 ngày do bão số 12. Các lực lượng của tổng công ty đường sắt Việt Nam đang nỗ lực thi công 24 trên 24 giờ để phấn đấu thông tuyến trong đêm nay hoặc ngày mai.